Mật ong hoa bạc hà có rất nhiều công dụng và có thể sử dụng cho mọi lứa tuổi mỗi khi cần thiết. Nhưng để mua được một sản phẩm chất lượng và an toàn thì ngày hôm nay Khâm xin phép được giới thiệu đến quý cô bác anh chị sản phẩm mật ong hoa bạc hà cao nguyên đá Hà Giang do chính người dân bản địa, người Hơ Mông nơi đây nuôi dưỡng và chiết xuất ra. Khâm cũng đã có những video giới thiệu về sản phẩm cũng như là nguồn gốc. Quý cô bác có thể ghé trên kênh xem lại những video đó. Hiện tại trên kênh Khâm đang bán mật ong hoa bạc hà với giá 550.000 đồng một lít và free ship từ 2 lít trở lên. Rất mong sẽ nhận được sự ủng hộ của quý cô bác anh chị cho kênh. Bây giờ mời cô bác anh chị tiếp tục xem video. Xin chào cô bác anh chị và tất cả mọi người. Hiện tại thì Khâm đang có mặt ở cổng bệnh viện các bác ạ. Đấy, hôm nay thì lại vào thăm gia đình A Lúa tiếp. Thì ăn cơm chưa anh, ăn cơm chưa? Ăn cơm chưa? Ăn em chiều nay em ăn một viện em đó. Chiều ăn rồi gì? À. Thế vừa uống nước đây à? Đấy thì vào ngày hôm nay là cũng là trời tối rồi các bác ạ. Hiện tại là vào 5 rưỡi rồi. Không tranh thủ đi vào xem tình hình của vợ A Lúa một chút, xem là không biết là bao giờ được ra viện. Bác sĩ có thông tin gì không anh? Vòng trong thì bác sĩ bảo là chắc là thứ ba với đường ba kia. Thứ ba á? Thế phải sang tuần sau à? Tuần sau. Tuần sau à? À thế bây giờ vợ đỡ hơn rồi gì? Vợ đỡ hơn. À, được rồi, bây giờ thì đi vào trong thăm vợ một tí nhá. Bé báo ăn gì chưa? Báo ăn rồi. Mặc áo quần áo dài tay như thế vào nhá. Vâng. Không là sợ báo lạnh đấy. Rồi bây giờ mình đi vào trong viện một tí đi, trả tiền nước chưa? Rồi thế trả tiền nước đi nhá. Khâm đang đi vào trong bệnh viện rồi các bác ạ. Đấy, vào trong cái giờ tối này thì sẽ cái hình thoải mái hơn đấy. À ngồi đây à, vợ ngồi đây à, ra đây ngồi được rồi à? À mắc ăn chi lợ đau mỏ lắm à, đau tàu gì tàu à, ăn được cơm mà ra đây ngồi được hành lang rồi các bác ạ. Anh phải dìu vợ ra không, có phải dắt tay vợ không? Vợ tự đi được à? À thế tốt rồi. Thì chắc có lẽ là cũng sẽ ra viện sớm thôi nhỉ. Ăn được hết suất cơm không? Đào tà suất cơm thì tạm. Hả? Đào tà mà. Ăn hết suất cơm các bác ạ. Thế là cũng tốt rồi. Ngày hôm nay thì ban ngày thì không khá là bận, không có xuống thăm gia đình được. Đấy, nếu mà ban ngày xuống thì chắc có lẽ cũng chỉ vào buổi trưa thì mới ghi hình để cho cô bác chị xem thôi. Đấy, mỗi khi mình xuống thì cũng cố gắng là ghi khoảng một đoạn video ngắn để cho tất cả cô bác chị cùng biết tình hình sức khỏe của vợ A Lúa như thế nào. Đấy. Ngày hôm nay thì đã ra đây ngồi được như thế này rồi. Đi lại được không anh? Đi lại bình thường được cái gì? Thế tốt rồi. Buổi tối ra đây ngồi cho nó thoải mái. 2 tuần đến nơi rồi anh ơi. Rất là cảm ơn anh Tuyên nhé, đã lặn lội đến thăm gia đình. Hôm nọ là không ở nhà, thời gian này anh đang bận xuống với chị em, đang làm nhà cho chị em này, không có thời gian vào thăm. Thì hôm nay vào thăm, thế tình hình là vợ mổ như nào? Đây là anh Tuyên vào thăm các bác. Vợ thì là cũng mổ được mấy ngày rồi anh ạ. Bây giờ là ra đây ngồi được rồi. Như hôm nọ em vào ghi hình là vẫn nằm trên giường thôi. Bị cái gì để mổ chứ? Để vợ anh đi bộ cho các bác cùng xem nào. Đứng lên xem nào. Anh phải dìu, anh Lúa phải dìu, dìu vợ cơ. Dìu tay vợ đi. Đấy. Dìu vào để vợ đi lại em nào. Đấy các bác ạ, hiện tại là vợ đã đi lại được như thế này các bác nhé. Thì cũng rất là mừng. Đấy. Đi được như này là tốt rồi. Hôm qua thì
không cũng không ghé vào bệnh viện được các bác ạ. Đấy. Hôm nọ là còn nằm liệt giường đấy, nhưng mà hôm nay là rất là may mắn khi mà sức khỏe cũng đã hồi phục được như thế này. Đấy. Sư ăn uống hết không anh Lúa? Chưa. Vợ có uống được không? À, anh có pha đều cho vợ uống không đấy? Sáng mới tối nhá. Tối nay đã uống chưa? Chưa uống cái gì? Và pha cho vợ uống đi. Tối là vợ ăn cơm rồi cái gì? Ăn được cơm không? Ăn được rồi, bây giờ ăn cơm so với trước là ăn được hơn rồi anh Tuyên ạ. Nó còn không ăn được gì cơ, chỉ ăn cháo trắng nữa. Đấy. Còn cuối luôn. Chắc giờ này nghỉ thì chắc được vào thôi. Giờ này các bác nghỉ rồi. Cả cái phòng này thì hiện tại là tất cả các bệnh nhân đã xuất viện hết rồi các bác ạ. Bây giờ là còn mỗi mình gia đình mình ở đây thôi. Còn mình là chưa hồi phục thôi. Hôm nọ Khâm vào là kín hết 4 giường anh Tuyên ạ. Đấy. Hôm nay thì chắc là các bệnh nhân khác người ta đã được xuất viện hoặc là có thể là chuyển ra phòng khác để điều trị thêm. Đấy. Rất là thương là có phải bố mẹ đi viện để có phải đi theo nhà. À, bó là lúc nào cũng phải thế. Rất là ngoan. Mỗi tôi là khổ quá các bác ạ. Vì mặt cảnh thôi, vì hoàn cảnh thôi. Đưa đẩy cho hai vợ chồng một cái nỗi khổ riêng. Kéo tật, theo ra cả con cái. Bệnh tật thành ra là con cái phải đi theo. Nói chung là khổ. Ôi ngoan, pha sữa cho con chưa? Chưa. Rồi, thận nha lại rơi xuống dưới nha. Bác quả cho vợ ăn. Vợ ăn được táo đúng không? Hôm nọ thì thấy ăn được quả táo. Anh pha sữa cho vợ chưa? Cho một chút. Có, lúa. Cho anh hỏi một chút là cái quy trình mổ này mình có mất tiền, mất chi phí gì không? Mất tiền. Có thẻ bảo hiểm mà anh, hôm nọ bằng mọi cách là anh em phải gọi anh với lại là anh bí thư lên bằng mọi cách là phải làm được cái thẻ bảo hiểm của mình. Chứ còn không là mất nhiều phí lắm. Hôm riêng không quên hôm nọ là rồi hôm đầu vào viện là đã phải nộp là gần 1 triệu tiền rồi. Đấy, thế rất mặt của vợ thì hiện tại cũng đã đỡ hơn so với thời gian vừa rồi. Anh nhìn mặt tươi hơn nhé. Vàng hết, nên là cũng rất là tội nghiệp các bác. Bây giờ đỡ đi được phần nào rồi thì cũng yên tâm rồi. Thực vào viện được gần 2 tuần thì cũng gầy đi khá khá. Anh Hiệp lên thăm chưa? Anh Hiệp mỗi thăm nhiều rồi mà. Anh Hiệp cũng cảm ơn chỗ anh Khâm và anh Hiệp cũng quan tâm sát sao đến hai vợ chồng. Cảm ơn rất là nhiều. Anh em bọn em thì đồng hành cùng hoàn cảnh từ đầu, thế cho nên là dù có bất kỳ một cái khó khăn nào thì vẫn là người đồng hành đầu tiên và kết nối đến cuối cùng thôi. Đấy. Đấy cũng là một niềm mơ ước của những cái hoàn cảnh khác. Thực sự là khi mà khó khăn thì có những người có tâm, đặc biệt là như anh Khâm và anh Hiệp đây thì cũng xin cảm ơn rất là nhiều. Mong rằng anh Lúa ơi! Chuẩn bị một chai nước lạnh xong là hòa vào cái nước pha sữa cho vợ ấy. Thì mấy anh là một mình ở đây à? Giữ ấm. Không phải à? Tưởng là ở đường bên này. Hôm nọ thì cô bác anh chị góp ý cho Khâm là mua cái Ensure thì mua cái sữa mà nó pha sẵn ấy. Thì để cho dễ uống, dễ đỡ phải pha. Là vừa rồi Khâm ra là Khâm xem và họ chỉ có tạm cái cửa hàng đấy, họ chỉ có cái sữa này thôi. Thì cái sữa Ensure pha sẵn thì chắc có lẽ là mình sẽ tìm các cửa hàng khác. Với lại hôm đó mua là cũng muốn mua về cái một hộp bé để cho anh pha cho vợ có uống được không. Đấy. Mổ bụng anh ạ, 3 vết. 3 vết. 3 vết ở bụng thì là mổ cũng đâu đó là được, hôm nay là ngày thứ 5 nhỉ anh Lúa nhỉ?
Hôm nay ngày thứ năm nhỉ? Đây, với cô anh chị phòng rất là trống. À, một ngày thứ năm. Thì ngày hôm nay đã, đấy, có lẽ là cũng sắp được ra viện thôi, trong tình trạng sức khỏe là đã đi lại được và ăn uống được. Thì hy vọng sớm nhất có thể là sức khỏe em Mỹ sẽ hồi phục nhanh nhất để được xuất viện, và có lẽ vẫn phải là nghỉ ngơi điều tại nhà một vài hôm. Đấy, thì mình mới là lên cái kế hoạch là triển khai xây nhà được các bác ạ. Đúng tỷ lệ chưa? Đúng tỷ lệ chưa? Như cái chỗ này thì cho vào bao nhiêu, cho vào bao nhiêu thìa? Bạc thìa. Bạc thìa. Khỏe mạnh nhá, khỏe mạnh nhưng mà đi về với bố mẹ nhá. À, có nước lạnh không anh Lúa? Nước lạnh á? Ừ. Lần sau thì là cứ mua thêm một chai nước lạnh đi. Hôm nay em vào em cũng không hỏi. Thì là anh đổ cái nước ấm ra cốc một nửa, rồi đổ cái nước lạnh vào một nửa nhé. Rồi cho sữa vào pha nhé. À, pha nước nóng như này, nước sôi như này là mất hết chất. Nhé. Đứng dậy. Ừ. Đây. Tiền còn bao nhiêu? Còn đây của con. Ừ. Đấy tiền thì anh nữa, em mang 1 triệu đây. À, anh Quyết, anh Trọng vừa mang cho 1 triệu à? Vâng. Đấy. Vừa rồi là bạn Quyết với lại em đi đám ma nữa là kiếm 600. Ui, đám ma gì mà hết 600 liền? Bước trước có của em cùng đời là ai em quen nhau có em 500. 500 à? À. Thì co của anh Phó Chiến thì mình phải đi 600. Mình phải đi hộ 600. Có mang ngô đi nữa không? Mang. Ồ, okay. 500, 600 tiền thì còn ngô nữa. Đợt vừa rồi là người ta mang về cho mình là 500 rồi. Lúa, anh Lúa là có con đầu là bị mất rồi anh ạ. Thì ngày xưa người ta về rồi. Cái đám ma của người Mông thực sự là rất là phức tạp và cầu kỳ và tốn chi phí. Nói thẳng ra là như thế. Nhưng mà anh thấy cái quy trình làm của họ rất đơn giản nhé. Nhưng mà nó rùng rợn lắm. Cũng không phải đơn giản đâu. Mổ trâu, mổ bò nó không phải đơn giản. Cái đấy là ma khô thôi. Còn lúc làm ma thường này như có mổ 2 con, một con, 2 con thôi. Nhưng với nhà gia đình không có tiền là cũng vất vả rồi. Ừ. Đấy. Là ma khô tôn kém rồi. Ừ. Không hiểu cái ma khô đấy là cái gì. Nó như kiểu 49 ngày của người Kinh ấy. Nhưng mà cái đấy có gì phải làm to như thế đâu. Thế? Cái đấy là họ làm to rất có to. Có nhà đấy. Có điều kiện thì có mới to. Có bao nhiêu con gái, có bao nhiêu đứa con gái là bấy nhiêu con bò là thịt đấy. Hôm qua là anh lên đúng không? Hôm qua là anh lên đúng không? Đây mà. Cái nhà đám mà Lúa em không có lên cái hình là Lúa em cũng đang hộ già đấy, cả ngày cả đêm luôn. Đấy, đấy là trên bên trên nhà Lúa em luôn. Trong suốt thời gian điều trị ở viện đây thì có anh Hiệp cũng đã hỗ trợ tiền đúng không? Có chứ. Trích ra từ cái quỹ mà làm nhà. Và các cô bác gửi riêng cũng có. Và cũng kênh em Khâm cũng có, vừa rồi cũng trao. Vừa rồi là cũng các cô gửi là cũng trao luôn. Tính đâu đó là trong viện này cũng phải trao vào 1,5 triệu. Ừ. 1,5 triệu, 2 triệu như Lúa nhỉ. Cố gắng một lần 1 triệu, một lần 500. Và mua sữa, rồi nó khoảng 2 triệu. Đấy. Cái quan trọng là muốn nhanh nhất có thể để thấy cái tình trạng sức khỏe của em Mỹ tốt hơn thôi các bác. Thuốc gì đấy? Hôm nay bác sĩ bảo mua à? Hôm qua mua. Hôm qua à? 240.000, mua ở đâu đây? Mua đường. Bác sĩ bảo mua hay là bác sĩ bảo bà mua về cho vợ uống à? Vợ điện mang về đây mà. À, cái này như kiểu là sâm đấy, như kiểu sâm các bác ạ. À, đây thế uống, bác sĩ dặn uống như nào, nhớ cách uống chưa? Bác sĩ bảo là ngày uống 2 viên. Vâng, ngày uống 2 viên. Uống vào giờ nào? Sáng 1 viên, tối 1 viên. Ăn cơm rồi mới uống đúng không? Thế vợ uống chưa? Sao cứ theo bác với con? Đấy, chưa uống đâu đúng không? Chưa uống đâu. Cho vợ uống sữa đi, sữa nguội chưa? Chào cứ theo bác đấy, bác cũng quen theo con đâu. Rất là ngoan. Mấy giờ anh ngồi đây nó cứ díu díu theo anh. Bế về nhá. Cho vợ uống đi, đấy. Bế về nhá. Cho đi kia ở nhá, không ở với Lúa nữa nhá. Có lẽ tất cả các bác góp ý rất là, các bác hiểu về cái sữa mà dùng cho những người sau phẫu thuật, thì cái sữa Ensure là các bác bình luận nhiều nhất, thì Khâm cũng đã mua và có lẽ mấy ngày hôm nay là vợ A Lúa là cũng uống được.
khá là tốt thì sức khỏe bình phục rất nhanh anh Tuyên ạ. Cái sữa này ấy, các bác góp ý rất nhiều và cái sữa này nó cũng đắt đấy. Sau mổ là uống cái sữa này luôn. Sau mổ là uống cái sữa này hồi phục rất nhanh, nó thay thế cả bữa ăn luôn. Em có đọc lại thì là thường dùng thay thế cho bữa ăn luôn, thì bây giờ ăn không được mà uống cái sữa này vào thì hồi phục sức khỏe cũng rất là nhanh đấy. Đợt này là mình chỉ tốn tiền mua vào thuốc bổ với sữa đấy. Riêng cái hộp sữa bé đấy, hôm đấy em mua là đã vào khoảng 400.000 tiền rồi mà. Bé bé. Nhưng mà cái quan trọng đổi lại là sức khỏe, khỏe mạnh lại là anh em mình rất là mừng đấy. Chỉ mong là như thế. Chỉ sợ là mua về là uống không được hoặc là uống vào không khỏe đấy thôi. Như này là anh em mình rất là vui rồi. Bé Báo đây này các bác này. Cười lên này. Tươi này. Đi với bác nha. Ngoan nhờ. Ngoan quá. Ở viện phải là gần 2 tuần rồi anh ạ. Ở viện 2 tuần. Cũng may là sức khỏe đề kháng là cũng không quá là yếu. Nếu không chứ ở viện này là dễ. Nói thằng dễ lây ốm lắm. Trẻ con. Hay bị bệnh. Trong này là nó còn không đeo khẩu trang đấy, cái khó là anh em mình người lớn còn dễ ốm mà mình còn biết bảo vệ chứ bé bé này có biết đeo khẩu trang đâu. Tôi có lẽ là cũng muộn rồi đấy. Đến đây thăm hai vợ chồng A Lúa, thấy hai vợ chồng A Lúa khỏe mạnh thì cũng rất là vui rồi. Hai vợ chồng là ăn cơm hết rồi ấy gì. Cảm ơn anh nhiều đã quan tâm đến hoàn cảnh của hai vợ chồng A Lúa rất nhiều. Và sau chắc có lẽ là sau thời gian ăn lúa khỏi ốm thì chắc có lẽ là sẽ về để làm nhà cái vấn đề nhà cửa, cũng mong là sẽ sớm xong trước Tết thôi. Rất là cảm ơn anh hôm nay đã lặn lội và có cả quà cáp đến thăm hai vợ chồng nhé. Cũng anh cũng chỉ mong sao là đến để thăm hai vợ chồng, thấy hai vợ chồng khỏe như thế anh cũng rất là mừng. Và cũng xin cảm ơn hai vợ chồng nhá, chúc hai vợ chồng mạnh khỏe nhá, sớm được về nhá. Bê báo cho anh cho bác đi đấy. Ta cho bác để bác đi về. Tạm biệt nhá, bye bye. Đấy. Có cái gì vấn đề gì thì cứ gọi điện cho anh Khâm và anh Hiệp nhá. Rồi, xin cảm ơn. Gọi anh Tuyên cũng được mà. Anh Tuyên cũng ở gần đây. Ok, cảm ơn anh rất nhiều hôm nay đã vào thăm gia đình. Nhiều khi là người thân muốn thăm cũng là chưa thấy ai đến thăm, hoặc là lại xa, hoặc là người ta cũng không có điều kiện ra thăm đấy. Rất là cảm ơn các anh em làm thiện nguyện, thì là các anh em biết là các anh em đều ghé thăm đấy. Thậm chí là có những anh em là mới chỉ biết anh Lúa là khán giả của Nắng Mai thôi là cũng có mời đi ăn cơm, mời đi uống nước, thì điều đó Khâm rất là biết ơn đấy, thật sự là như thế đấy. Rồi, chúc hai vợ chồng chúc hai vợ chồng là sớm khỏe mạnh và được đi về nhá. Rồi chào A Pó nhá, bye bye. Hy vọng là được như vậy. A Pó đang đòi lấy cái mic của anh Tuyên, của bác đấy, trả cho bác đi. Rồi. Rồi. A vợ chồng ngồi có ăn. Đấy. Bây giờ là cũng sớm được xuất viện thôi. Bây giờ là tình trạng như này là cũng đỡ hơn rồi. Đấy, các trường hợp khác là người ta xuất viện hết rồi. Chẳng qua Không nghĩ là vợ của anh là còn là yếu quá. Thế cho nên là vẫn phải ngồi ở lại để điều trị thôi. Đấy. Ngoan nào. Đây bác này mà. Ơi. Đây mà. Không hợp tác rồi. Thôi kệ. Rồi cho Thạch. Không hợp tác rồi. Mấy rồi? Cho uống sữa. Cho pha sữa cho con chưa anh? 1, 2, 3. Ok. Ok, cảm ơn anh nhá. Rồi, chào anh em nhé. Không, chắc là cũng ghi hình đến đây thôi để lấy hôm nay thì là cập nhật cho cô bác anh chị biết về cái tình hình sức khỏe mới nhất của vợ A Lúa. Ngày hôm qua thì Không cũng không vào được. Ngày hôm nay thì phải đến tối. Hiện tại là hai anh em mới đi công việc về, các bác ạ. Hai anh em là cũng đi lên trên ghi hình về. Thì tiện là cũng cùng anh Tuyên vào thăm hai vợ chồng luôn. Và vào đây cũng ghi hình ngắn cho cô bác anh chị cùng xem thôi, để cho các bác yên tâm về cái tình trạng sức khỏe của vợ chồng A Lúa. Thì cũng mong là sẽ sớm bình phục tất cả mọi hoàn cảnh. Phải nói là như vậy. Bé Phù trên kênh của Khâm thì thưa với cô bác này là cũng đã mổ thành công rồi. Bây giờ là nằm viện điều trị sức khỏe thôi. Đấy, rất là bé, phải nói là rất là dũng cảm. Cũng không có khóc một giọt nước mắt nào. Đấy,
thì mình cũng rất là mừng. Đấy. Hiện tại vợ A Lúa là cũng ngồi và đi lại, và cái vui là ăn uống đều là ăn ăn được đấy, phải nói là so với một người nằm vực dậy như này là ăn được, ăn hết một suất cơm đúng không? Đấy, động viên và phải cho vợ uống sữa nhá, nhớ pha vợ pha sữa cho vợ uống nhá. Sáng, tối, được chưa? Đấy, bây giờ chăm sóc vợ thật tốt rồi nhá. Bây giờ về nhá. Bây giờ muộn rồi thì em cũng đi về đây nhá. Có gì thì lại gọi cho em nhé. Khâm rất là cảm ơn quý cô bác anh chị, những người nhà hảo tâm đã luôn luôn động viên tinh thần cũng như là quan tâm đến tình hình của gia đình A Lúa, và những nhà hảo tâm đã luôn có những sự ủng hộ nhất định cho gia đình. Thì là tới này hy vọng là cái thành quả cuối cùng là cái căn nhà mơ ước của gia đình sẽ sớm được hiện thực hóa. Đấy, bây giờ là em đi về đây, giữ gìn sức khỏe nhé. Con thì mặc ấm vào nhé. Đấy, buổi tối thì ở đây thì mặc quần áo dài tay vào. Đấy, bé rất là đáng yêu. Thôi, bây giờ bọn em đi về đây nhá. Cảm ơn cô bác anh chị đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.